Doãn Hải My đưa toàn tập khi bất ngờ được hỏi thân với Văn Hậu lâu chưa ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Chưa từng công khai mối quan hệ với Đoàn Văn Hậu, liệu Doãn Hải My sẽ có phản ứng như thế nào khi được hỏi trực diện? Dù đã diễn ra cách đây vào ngày 20 tháng 11, dư âm của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn còn làm dậy sóng mạng xã hội. Ngoài việc tìm ra được chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện là Đỗ Thị Hà, công chúng cũng vô cùng bất ngờ trước màn xuất hiện ủng hộ Doãn Hải My của Đoàn Văn Hậu. Công khai xuất hiện cùng nhau là vậy, song cả Đoàn Văn Hậu lẫn Doãn Hải My đều né tránh nói về mối quan hệ của mình trước truyền thông. Mới đây, một tài khoản TikTok đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại phản ứng của cặp đôi khi Doãn Hải My được hỏi My với Văn Hậu thân nhau lâu chưa. Cụ thể trong đoạn clip, sau khi được Văn Hậu tặng hoa và chào hỏi với mọi người xung quanh, một người bất ngờ đặt câu hỏi cho Doãn Hải My về mối quan hệ với Đoàn Văn Hậu. Từ đang cười nói vui vẻ, cả Đoàn Văn Hậu lẫn Hải My đều cúi mặt ngượng ngùng và quay đi chỗ khác, không trả lời câu hỏi trên. Ban đầu cả Doãn Hải My và Văn Hậu đều cười nói khá vui vẻ, cô nàng còn vẫy tay chào hỏi người thân từ xa. Sau đó, Doãn Hải My bất ngờ nghe câu hỏi, My với Hậu thân với nhau lâu chưa? Ngay lập tức cô nàng che miệng ngượng ngùng, Văn Hậu cũng không cười đùa vui vẻ nữa. Cả hai quay lưng đi chỗ khác để tránh phải trả lời câu hỏi. Ở buổi họp của Hoa hậu Việt Nam sáng ngày 21 tháng 11, Doãn Hải My cũng có mặt để gặp gỡ báo chí. Tại đây cô nàng cũng đã giải thích chuyện không trả lời truyền thông ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam là vì lúc đó bận quây quần bên gia đình. Ngoài ra, Doãn Hải My cũng từ chối trả lời các vấn đề riêng tư vì cho rằng đây là họp báo của Hoa hậu Việt Nam và hẹn sẽ trả lời trong một dịp khác. Có thể thấy dù đã công khai xuất hiện nhau cùng ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, nhưng Doãn Hải My vẫn rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!